Theo văn bản do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký, sau khi Nghị định 47/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải được ban hành, dư luận đã có sự hiểu nhầm rằng các loại xe limousine DK được cải tạo từ xe 16 chỗ xuống 10 chỗ, kể cả người lái, sẽ bị cấm hoạt động nên đã có kiến nghị xem xét nội dung này. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, nội dung quy định cấm cải tạo xe từ 10 chỗ trở lên thành xe từ 10 chỗ trở xuống để kinh doanh vận tải không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải do các phương tiện này đều có sức chứa từ 10 chỗ trở lên. Nếu có trường hợp đã hoán cải trước khi nghị định có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng cho đến hết niên hạn của phương tiện. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho rằng Nghị định 47 chỉ không cho phép sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ để kinh doanh vận tải hành khách. Nghị định không cấm việc cải tạo xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ để phục vụ vận chuyển nội bộ hoặc phục vụ nhu cầu cá nhân.